Chào bọ cạp, đây là bài dự đoán dành cho các bọ cạp còn độc thân và nó nằm trong cái series đặc biệt dành cho ngày lễ tình yêu sắp đến. Trong series này mình hướng đến tất cả các đối tượng, đó là các bạn có cặp độc thân và đã chia tay nhưng còn vương vấn người cũ. Mình khuyến khích các bạn là hãy lập lá số cho mình với cái đường link mà mình để ở bên dưới cái phần giải thích video để các bạn có thể biết thêm cái vị trí cung nhà mặt trăng, điểm mọc và sao kim của mình ngoài cái cung mặt trời là dựa trên ngày sinh của mình ra. Và bạn cũng có thể xem cái bài dự đoán của những cái cung đó bởi vì nó sẽ cung cấp thêm cho bạn rất là nhiều những cái thông tin bổ ích, hữu ích cho cái hoàn cảnh của các bạn. Đây là bài dự đoán cho toàn cung cho nên có những thông điệp nó sẽ không dành cho một cá nhân cụ thể nào đó, nó sẽ không phù hợp với cái hoàn cảnh cụ thể của bạn. Thì với trong những trường hợp đó thì bạn đừng cố gắng ghép nó vào cái hoàn cảnh của mình mà hãy biết rằng nó dành cho bạn khác thuộc cung của mình. Nếu các bạn muốn có một cái video hay là một cái bài dự đoán chỉ dành riêng cho mình thôi, mình sẽ có những cái trải bài và với rất là nhiều lá bài để đi sâu tìm hiểu vào cái hoàn cảnh cụ thể của bạn, thì các bạn có thể liên lạc với mình qua trang Bảo Bình, trang Facebook Bảo Bình Tarot, và các bạn cũng có thể email mình với cái địa chỉ email mà mình để ở bên dưới đây. Ok, với cái trải bài này thì hàng đầu tiên sẽ là tình hình hiện nay của các bạn, hàng thứ hai là những gì các bạn có thể mong chờ trong thời gian sắp tới về mặt tình cảm, và hàng cuối cùng đó là những cái thông điệp dành cho bạn. Thì những cái lời khuyên chứ, xin lỗi, những cái lời khuyên từ những lá bài, bộ bài tiên tri dành cho các bạn. Phải nói là cái trải bài của bạn là nó, mình làm đến đây là cung này là cung khoảng thứ 10 rồi. Và cái thông điệp của các bạn nó không được rõ ràng cho lắm cho nên mình phải rút ra rất là nhiều những lá bài để mình tìm hiểu thêm nó thực sự có ý nghĩa gì. Ở đây mình cảm thấy như là nó hướng đến một số nhóm đối tượng khác nhau cho nên bởi vậy mình gặp khó khăn đôi chút trong cái việc hiểu cái thông điệp từ nó. Nhưng bây giờ thì mình hiểu rồi và mình sẽ bắt đầu với cái hàng đầu tiên. Với những cái lá bài ở đây thì cái điều đầu tiên mà mình cảm nhận được đó là trong thời gian qua bạn đã trải qua khá là nhiều những cái mệt mỏi hay là những cái sự thất vọng, những cái gì không hay về, mình không rõ là về mặt tình cảm hay là về công việc là gì, nhưng mà các bạn có cái lá Ten of Air và đi kèm với nó là Two of Pentacles. Khi mà mình xem xét về cái hàng tình cảm thì rất có thể cái Ten of Air này, tức là cái Ten of Swords trong bộ bài truyền thống, nó có liên quan đến cái chuyện tình cảm. Và với cái lá 10 thanh kiếm này thì nó nói về cái việc một người đã trải qua rất là nhiều đau khổ trong thời gian vừa qua, nhưng cái tin vui là những cái đau khổ đó nó đã qua đi rồi. The end of a difficult situation. Cho nên hãy hướng đến tương lai và bỏ lại sau lưng những cái gì không hay, những cái ký ức buồn hay là những cái tổn thương mà bạn phải chịu trong thời gian qua. Nhưng có vẻ như là bạn chưa sẵn sàng để cho nó qua. Bạn vẫn còn lưu giữ nó và bạn chưa dứt khoát để tiến lên phía trước. Cái là Two of Pentacles này nói về cái sự do dự, tung hứng, nhiều nhiều option, nhiều sự lựa chọn cùng một lúc và chưa đưa ra được quyết định. Hoặc là một cái thông điệp khác đó là do cái việc ai đó tung hứng với tình cảm của bạn, chơi đùa với tình cảm của bạn cho nên nó gây ra cái đau khổ này cho bạn. Tức là người cái đối tượng của bạn, họ có nhiều hơn một lựa chọn và họ không dứt khoát để chọn một ai cả. Cho nên kết quả là người trong cuộc chịu đau khổ. Bạn dành rất là nhiều tâm sức, tâm huyết, tình cảm, nhiệt tình của mình cho cái mối quan hệ này. Eight of Earth là Eight of Pentacles là nói về việc là một người bỏ rất là nhiều công sức, vun đắp, trau dồi bản thân, làm việc rất là cực nhọc, tức là hard working, là kiểu làm việc chăm chỉ để đạt được cái mục đích của mình. Và với cái lá Seven of Wands này cũng nói về việc có sự cạnh tranh. Ok, thực ra đến khi đọc đến đây thì mình càng càng
xem xét những cái lá bài này thì mình càng cảm thấy có một cái câu chuyện ở đây là ai đó tung hứng nhiều nhiều sự lựa chọn cùng một lúc và có cái sự cạnh tranh trong tình cảm ở đây. Bạn có thể là đã dành rất là nhiều tình cảm cho người này, nhưng người này, nhưng đối với họ bạn không phải là người duy nhất, cho nên có những cái sự cạnh tranh hay là những cái sự cãi vã ở đây, những cái sự bất hòa ở đây. Và dường như bạn là người, bạn là lựa chọn tốt hơn của người kia, tức là so với những cái đối thủ của bạn, bạn ở vị trí tốt hơn cái người này đang đấu trả lại những cái cây gậy khác, nhưng mà họ đứng ở trên vị trí cao và họ ở cái vị trí tốt hơn. Cái người đó của bạn có thể là sư tử, bạn có lá strength ở đây, và với cái lá này thì nó nói rằng bạn đang cần rất là nhiều sức mạnh để chống trả với cái tình huống mà bạn đang đang lâm vào. Và cái sức mạnh này nó cũng nói về việc là bạn cần phải gọi là gì nhỉ, kiềm chế à. Cái con sự bạn có thể là cái đây là thiên thần Ariel, thì cô này đang thuần hóa cái con sư tử này, và con sư tử này thực ra nó tượng trưng cho những cái tiếng nói từ bên trong sâu thẳm tâm hồn mình, và nó là những cái tiếng nói tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực hay là những cái sự tức là bạn có những cái tiếng nói rằng mình sẽ không làm được đâu, hay là mình là kẻ thua cuộc, hay là nói chung là những cái gì tham sân si thuộc về bản ngã, những thuộc về ego của chúng ta, thuộc về cái tôi, những cái điểm, những cái xấu trong con người của chúng ta. Thì với cái strength, cái ý nghĩa là đầu tiên mình phải có sức mạnh để kiềm chế cái con sư tử bên trong mình đã, rồi với cái sức mạnh đó chúng ta có thể chiến thắng tất cả mọi những cái yếu tố từ bên ngoài. Thì có thể ở thời điểm này đây là điều bạn rất là cần và bạn đang trải qua, bạn đang cần rất là nhiều sức mạnh đến từ bên trong nội tâm của mình để chống trả với cái để đối phó với cái hoàn cảnh gây ra rất là nhiều sự đau đầu lẫn đau tim lẫn đau lòng cho bạn. Và mọi thứ nó đang xảy ra rất là nhanh, có thể làm cho bạn hơi bị choáng ngợp, hơi bị mất phương hướng và mệt mỏi nữa. Đó là cái tình trạng hiện nay của bạn. Đến cái hàng thứ hai, các bạn có passion. Như mình nói hồi nãy là bạn dành rất là nhiều tình cảm và công sức cho cái mối quan hệ này với cái đối tượng mà bạn để ý. Và giữa bạn và người này, bạn cảm giác như là có một cái giống như là mối duyên tiền định, hay là có một cái connection, cái liên kết rất là đặc biệt. Bạn có thể thấy là passion ở đây là đam mê. Hai người này đang có rất là nhiều tức là cái hàng này nói về việc những cái gì mà bạn đang trải qua và sẽ gặp trong thời gian tới. Thì cái thông điệp mình nhận được đó là bạn đang có rất là nhiều tình cảm dành cho cái người này, vậy bởi vì nó cũng thể hiện ở đây này. Tuy nhiên như mình nói hồi nãy là cái người này có thể là tung hứng nhiều sự lựa chọn một lúc, họ có nhiều đối tượng cùng một lúc, cho nên bây giờ mình mới hiểu rõ cái lá unrequited love. Khi mà mình mới thấy ở đây thì với lại cùng với cái lá này thì mình thấy nó không ăn nhập với nhau. Bây giờ mình bắt đầu hiểu rồi là unrequited love là tình yêu đơn phương hoặc là tình yêu không cân bằng, tình yêu mà một bên dành nhiều tình cảm hơn cho người kia. Cái thông điệp ở đây là there's not enough attraction for or chemistry to keep this relationship going. Không đủ những cái sự đam mê hay sự cuốn hút lẫn nhau để cho cái mối quan hệ này phát triển. Bạn có hai lá đi kèm đó là Four of Cups và The Tower. Thì với cái lá này nó cũng thể hiện là một người nào đó không cảm thấy hài lòng với những cái gì mà họ được offer, họ được trao tặng. Họ giống như đứng núi này trông núi nọ, hoặc là họ cảm thấy như là họ không hề để mắt đến cái ly mà cuộc sống đang đem lại cho họ, mà họ
chỉ chú trọng vào 3 cái ly ở phía xa kia thôi, giống như là cỏ thì lúc nào cũng xanh hơn ở bên kia đồi. Thì đây có thể là cái cảm giác của cái người mà bạn đang có mối cái mối liên kết cùng, tức là họ, bởi vì họ không đưa ra được quyết định cho mình là chọn ai, họ tung hứng giữa hai họ nhiều sự lựa chọn, cho nên sẽ có một cái sự thay đổi rất là, sự thay đổi nó rất là to lớn, và đột ngột, nó mang tính đột ngột, nó có thể gây ra làm cho những người liên quan rất là sốc. Thì có thể bạn bạn sẽ, cái lá này cũng nói về cái sự về chia tay nữa, ai đó sẽ quyết định là break up chia tay với ai đó. Thì có thể bạn sẽ đưa ra được cái quyết định là mình xứng đáng được nhiều hơn thế, và mình sẽ ra đi khỏi cái hoàn cảnh mà có nhiều bên này, có nhiều người liên quan này. Và đây là chính là cái thay đổi đột ngột diễn ra, và cái người kia của bạn có thể họ họ sẽ rất là sốc, hoặc họ không ngờ đến là bạn có thể đưa ra cái quyết định như vậy, bởi vì bạn có rất là nhiều tình cảm dành cho họ. Hoặc là ngược lại, họ sẽ đưa ra được cái quyết định là họ chọn ai, và có lẽ người đó không phải là bạn, cho nên là bởi vì có cái lá unrequited love vào đây, tức là tình yêu đơn phương hoặc là không cân bằng. Nhưng phải nói thật là mình hơi confused một chút là với cái lá give your relationship a chance này, nghĩa là cho mối quan hệ của bạn một cơ hội, và đi kèm với nó là rất nhiều những cái lá nói về cái việc không trung thực, cảm thấy thua, bị thua cuộc và muốn dừng lại. Để mình suy nghĩ xem là give your relationship a chance. Ok, mình hiểu rồi. Có thể ở thời điểm hiện tại các bạn sẽ phải dừng lại, hoặc là người kia đưa ra quyết định và người đó lựa chọn, và cái người họ lựa chọn không phải là bạn. Nhưng thực sự thì hai bạn, bạn có thấy là cái lá the lovers nói về việc những cái người thuộc về nhau, họ thuộc về nhau, và có thể ngay ở thời điểm này bạn không nhận ra, hai người không nhận ra điều đó, cả hai người đều cảm thấy mệt mỏi và muốn dừng lại, hoặc là ít nhất là bạn, bởi vì bạn có cái lá ten of air đây, là giống như là quá mệt mỏi rồi, quá đủ rồi. Và đây bạn cũng có cái lá four of air một lần nữa, là nói về việc là đủ rồi, muốn dừng lại, muốn được muốn có sự thanh thản trong tâm hồn. Bởi vì ở đây có rất là nhiều những cái lá này nói về việc không, ai đó không trung thực, lừa dối, lừa gạt, phản bội. Lá này nói về việc cạnh tranh, rồi cảm thấy như là bị đánh bại, bị thua cuộc. Cho nên cái mối quan hệ này nó có quá là nhiều những cái chông gai, khúc mắc, mâu thuẫn. Mình đọc đến đây mình còn cảm thấy rất là mệt nữa. Mình cũng cảm nhận được cái năng lượng ở đây là nó quá là rối. Và tuy nhiên cái thông điệp dành cho bạn là có lẽ đây chưa phải là điểm dừng đâu. Có thể các bạn có thể tạm dừng, cho nhau cơ hội để thực sự hiểu xem là cái tình cảm của mình đến đâu bằng cái sự tạm chia tay này. Đây là cái sự can thiệp của tạo hóa nhé, của số phận. Mình không biết mình, các bạn có xem cái video nào của mình mà mình giải thích cái lá bài này chưa, nhưng mà với cái lá The Tower này thì khi mà một người cố tình chống lại cái guồng quay của số phận, cái bánh xe số phận, thì ví dụ như là bạn bạn phải đi theo cái hướng này, nhưng mà bạn cố chống lại nó và bạn ở nguyên một chỗ, thì số phận buộc sẽ phải đưa ra những cái tình huống để lèo lái cái hướng đi của bạn theo cái con đường mà bạn cần phải đi. Cho nên dù là với cái lá này thì dù là không ai muốn đưa ra quyết định đi nữa, thì sẽ có những cái sự kiện nó xảy ra để làm cho bạn phải đi theo cái hướng mà bạn cần phải đi. Ví dụ như nếu giữa bạn và người này cần có một sự chia tay, cần có một cái khoảng lặng cho hai bên, thì bắt buộc sẽ có mọi sự nó sẽ xảy ra theo chiều hướng đó. Mình bởi vì mình không rõ lắm
vì bởi vì nó vừa nói là unrequited love và give your relationship a chance, nó khá là đối lập với nhau, cho nên mình rút thêm hai lá bài. Thì mình định rút thêm một lá nhưng mà hai lá nhảy ra cùng một lúc. Thì bạn có hai cái lá là romantic feelings, và cái thông điệp là tình cảm của bạn là thật và nó đáng để cho bạn khám phá. Lá thứ hai là true love, là tình yêu đích thực, đây là tình yêu của một đời người. Cho nên mình nghĩ là có thể ở thời điểm hiện tại cái tình trạng của hai bạn là tình yêu nó không cân bằng, và các bạn sẽ có một cái khoảng lặng cho hai bên, nhưng mà cuối cùng các bạn sẽ nhận ra là các bạn là true love của nhau và tình cảm giữa hai bên là có thật, là cái kết nối đó là có thật, là tình cảm đó là thực sự thật lòng. Phải nói là đọc đến cung của bạn và với những cái lá bài ở đây thì bạn mình cảm thấy cái năng lượng nó khá là nặng nề, cho nên là nếu mà mình có thở dài thì các bạn thông cảm, bởi vì mình là một empath, có nghĩa là mình không biết dịch tiếng Việt là gì cả, nhưng mà empath có nghĩa là người mà họ họ hút năng lượng hay là tình cảm của những người khác giống như là một cục mút vậy đó. Ví dụ như mình chỉ cần ở ở xung quanh một 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 nhóm người, và trong nhóm người đó có một ai đang trải qua một cái chuyện gì nó rất là đau buồn, thì mình dù không biết là ai trong nhóm đó có cảm giác đó, thì mình tự nhiên cũng cảm giác đó, mình có cái cảm giác đó như là cái chuyện đó xảy ra đối với mình. Cho nên là empath là những người cực kỳ nhạy cảm về năng lượng và tình cảm với đối với môi trường xung quanh. Cho nên khi mà mình đọc đến những cái bài mà nó có những cái năng lượng nặng nề hay là có những chuyện buồn trong câu chuyện đó thì mình cũng cảm thấy rất là nặng lòng. Ở cái hàng cuối cùng, hy vọng là sẽ có nhiều thông điệp tích cực hơn dành cho bạn. Bạn có lá worthiness là bạn xứng đáng được yêu, bạn phải biết giá trị của bản thân bạn. Và cái thông điệp là hãy biết rằng bạn xứng đáng được nhận những cái gì tốt nhất. Cho nên trong thời gian vừa qua, nếu mà bạn có trải qua những cái đau buồn về mặt tình cảm và nó có thể làm cho bạn cảm thấy là có phải vì mình, hay là có phải vì mình không xứng đáng được yêu hay không, hay là có phải mình thua kém hay không, thì không, bạn xứng đáng được yêu. Phải thì nhớ là điều này, phải nhớ rằng bạn có những cái quality, những cái tố chất, hay là những cái phẩm chất rất là tuyệt vời mà chỉ có một mình bạn có mà thôi. Cho nên đừng có bi quan về bản thân, hay là đừng có đánh giá thấp bản thân của mình chỉ vì những cái gì xảy ra trong trong cuộc sống tình cảm của bạn. Thứ hai là clean and detoxify, thì cái lá này nói về việc là hãy quẳng gánh lo đi, quẳng những cái đau buồn đi. Nói về việc bạn cũng cần phải thanh lọc cơ thể hả? Detox. Tức là những cái nếu các bạn có đang sống một cái cuộc sống nó không được khỏe mạnh cho lắm, ví dụ bạn không chú ý về việc ăn uống hay là tập thể dục, cái lifestyle của bạn, cái cách sống của bạn, ví dụ như là bạn thức khuya, hay là bạn hút thuốc, thì đây là cái lời nhắc nhở là bạn cần phải có cái lối sống lành mạnh hơn. Một cái ý nghĩa nữa là những cái đau buồn và những cái stress trong cuộc sống của các bạn nó cũng sẽ làm cho nó cũng giống như là gây độc cho cơ thể của các bạn, cho nên các bạn cần phải biết làm sao để cho mình đừng có bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện đau buồn trong tình cảm. Tức là để ý rằng khi mà mình đau buồn thì cơ thể của mình nó cũng, bởi vì mind body and soul nó đều có connection với nhau, tức là từ linh hồn, cơ thể cho đến cái câu gì nhỉ, một một cơ thể tráng kiện chỉ có thể tồn tại trong một cái đầu óc minh mẫn, tức là my body and soul, ba cái phần đó nó luôn có cái sự kết nối với nhau. Nếu mà bạn đau buồn thì cái cơ thể của bạn nó cũng chịu đựng theo, cho nên là bạn cần phải chú ý đến sức khỏe của mình nhiều hơn và có cái lối sống lành mạnh hơn. Và cuối cùng bạn có là don't stop, thì đừng bỏ cuộc, đừng dừng lại, đừng bỏ cuộc. Lá này thì nó đi dưới cái lá give your relationship a chance, thì mình nghĩ là nó nói về cái mối quan hệ của bạn với người này. Có thể ở thời điểm này bạn bạn sẽ phải tạm nghỉ, tạm dừng, nhưng
nó khích lệ bạn là mối quan hệ này vẫn vẫn còn có thể tiếp tục và bạn đừng dừng lại. Bạn có thể cho nó một cơ hội. Nhưng mà mình nghĩ cái cơ hội này chỉ có thể đến khi mà bạn hai bạn dành thời gian tách nhau ra một thời gian để cho mình có được một sự thanh thản nào đó, thay vì quá nhiều những cái khúc mắc, những cái dằn vặt, những cái cảm giác nặng nề trong mối quan hệ này. Bạn cần cái này ở thời điểm hiện tại. Rồi sau đó các bạn mới có thể tiếp tục được. Thì đó là bài dự đoán dành cho các bạn bọ cạp còn độc thân. Mình xin lỗi là cái bài đọc này nó rất là nặng nề và mình không thể làm gì được, bởi vì lá bài nó ra như thế nào thì mình phải trung thực với cái thông điệp trong những lá bài như ở đó. Nếu các bạn có một cuộc sống êm ả, không hề có chuyện gì xảy ra, cuộc sống tình cảm cũng vô cùng là tốt đẹp, thì cái thông điệp này nó không dành cho bạn, cái bài bài trải bài này nó không dành cho bạn, cho nên đừng lo lắng và đừng đừng bi quan là không là ôm là trong thời gian tới có thể những chuyện này nó xảy ra đối với bạn. Không, nếu mà bạn bạn có thể dựa vào trực giác của mình, nếu những thông điệp này bạn thấy nó không liên quan gì đến mình cả thì nó dành cho một bộ phận bọ cạp độc thân khác. Và những cái bạn đó khi mà họ nghe những cái thông điệp này, mình nghĩ họ sẽ nhận ra ngay, cho nên các bạn đừng lo lắng nếu cuộc sống của bạn rất là ổn. Ok, mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và hãy like video này và subscribe cho channel của mình để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video dự đoán của mình trong thời gian tới. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi, và nếu các bạn muốn có một cái bài xem riêng cho mình thì có thể liên lạc với mình qua trang Bảo Bình Tarot trên Facebook. Và chúc các bạn có một tháng 2 nhiều niềm vui. Chúc các bạn có một cuối tuần vui vẻ nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.